Chính lời khuyên để đời cha gửi con trai. Lương Kế Chương là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Hồng Kông. Người cha hai con này cũng là một DJ, nhà văn thành danh, từng làm việc trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, bức thư của Lương Kế Chương gửi cho con trai được rất nhiều bậc phụ huynh Hồng Kông tham khảo và coi như một cách dạy con tiến bộ. Con trai của bố, bức thư này được viết cho con dựa trên 3 nguyên tắc. Một là cuộc sống không thể đoán trước và không ai biết một người có thể sống được bao lâu, nên có một số điều cần được nói sớm hơn. Hai là bố của con. Nếu bố không nói, sẽ chẳng ai nói cho con những điều này. Ba là những gì được ghi lại trong bức thư này là kinh nghiệm bố học được sau nhiều thất bại. Kinh nghiệm này có thể giúp con trong sự trưởng thành sau này. Sau đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời mình. Đừng quá quan tâm đến những người đối xử tệ với mình. Trong cuộc đời không phải ai cũng có nghĩa vụ đối tốt với con, ngoại trừ bố và mẹ. Còn với những người đối xử tốt với con, ngoài việc trân trọng và biết ơn, con cũng nên đề phòng, bởi ai làm việc gì cũng có lý do. Người đã tốt với con không hẳn là yêu quý con. Con nên suy xét kỹ lưỡng mọi mối quan hệ trước khi coi người ta là bạn tốt trong thời gian quá ngắn. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con không hiểu điều này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, việc, thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những tháng ngày qua. Nếu con nhận ra được điều này sớm hơn, con nên trân trọng những ngày được sống trên đời. Thay vì mong trường thọ thì tốt hơn hãy tận hưởng cuộc sống sớm hơn. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại, đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau và hàn gắn tất cả. Không phải tất cả những người thành công đều được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của con. Một người có thể xây dựng sự nghiệp từ con số 0, nhưng đầu họ phải có kiến thức. Bố không mong đợi con sẽ chăm lo cho bố khi về già. Và ngược lại, bố không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể đi xe buýt hay lái xe Mercedes đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Lựa chọn đó thực sự do con. Con có thể đối xử tốt với người khác, nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ, thất vọng. Bố đã mua xổ số hơn 10 năm, nhưng chưa trúng được giải nào, kể cả là giải thấp nhất. Điều này có nghĩa để thành công hay giàu có, đừng quá hy vọng vào vận may. Con phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là trên thế giới này không có gì miễn phí. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình, trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau.